Hai cầu nguyện, anh hai đốt nhang. Anh hai cầu nguyện, anh hai cầu nguyện ước muốn gì vậy? Con muốn gì? Con cầu nguyện gì? Hả? Gì hả? Mẹ không có tiền. Nè, mẹ không có tiền. Nhà mình hết gạo ăn rồi, con không nhớ hả? Còn ngủ rồi kia kìa. Ngủ nó có ai biết không? Ai? Mẹ, mẹ đâu có ngủ đâu. Để áo xuống. Cái gì? À, bữa hảm nó đòi mua đồ chơi, cái nói nó không có tiền. Cái... nó kêu á cuối tuần đi về ngoại đi.